Xin chúc mừng chị. Chị có trên 5.000 người đăng ký và chị đủ điều kiện vào rồi. Chị thích em. Cảm ơn chị. Không may có mất thì cũng để học. Như vậy là anh không tin em rồi. Anh chả tin ai trên đời này cả. Tới đây em rất là muốn tìm được một cái người mà có thể mentor cho em, có thể hỗ trợ cho em. Có anh này. Dạ. Vậy thì em cần một người mà giúp em để xây dựng lên một cái đế chế, hay là em chỉ muốn một khách hàng thôi? Không, em muốn là đế chế. Đấy là lý do cho anh muốn offer một con số to hơn. Ngày mai hồi anh chưa hiểu lắm nhưng anh muốn mua em ấy. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần từ 4/7/2018 trên VTV14. Đến năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành sản xuất chuyển đổi hữu cơ, quy hoạch vùng nguyên liệu và hoàn thiện cái quy trình sản xuất. Đến cuối năm 2017 thì chúng tôi làm được 150 tấn gạo hữu cơ và chúng tôi đạt được chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU chứng nhận. Thì hiện tại bây giờ là hơn 250 cái cửa hàng.